Xin chào tất cả các bạn yêu quý của Trọng Tata OVK nhá. Hôm nay lại tiếp tục mình mang đến cho các bạn những trận đấu hạng của Liên Quân Mobile này. Trận đấu cực kỳ hấp dẫn và cuốn hút luôn. Ok, sẵn sàng nhá. Xin chào anh em ơi. Này ghép đội khá là lâu đây anh em ạ. 10 giây rồi, 11 giây mà chưa thấy ghép đội được. Rồi, các bạn này ghép mà ghép lâu quá, các bạn nên tắt đi và ghép lại nhá. Đây nó có dấu X ở trên đấy, trên cùng các bạn, còn tắt đi ở giữa đấy. Tắt rồi mà lần thứ hai vẫn chưa ghép được anh em nhé. Rồi ok, vậy là tìm thấy độ đấy các bạn ạ. Thì Garena mới update mùa giải mới đây anh em nhé, nhìn rất là bắt mắt luôn. Mấy video trước mình đã chơi cho các bạn xem rồi, cập nhật phát là phải chơi ngay anh em. 9 bạn sẵn sàng rồi, 9 trên 10 người, còn 10 giây nữa. Đây là chiếc điện thoại mình đang chơi game mà mình đang quay game mà mình chơi cho các bạn xem này. Cái trận đấu này cũng không rồi à. Làm của Akahi nhỉ. Được luôn. Của Akahi làm tốt anh em. Để Akahi cho nó anh em ạ. Tốt rồi anh em. Đó này mình sẽ chơi Akahi nhá. Được luôn, chín luôn cho nó mau này. Ôi ôi, rừng lắm rừng thế. Của con đi rừng tiếp à. Rồi các bạn nhìn Kahi nhìn đẹp không. Kahi 6 tay anh em. Đây bộ trang phục này cũng ghê gớm này. Cô dâu hắc ám ghê luôn. Còn khăn đỏ. Rồi kim cô giáo chủ. Đó là ghê. Có những bộ trang phục đẹp. Wow, vậy là mình có hai sát thủ luôn, Hổ Không và Triệu Vân. Hổ Không và Triệu Vân anh em ạ. Vậy là team mình có Tiri này, có Kahi, có Triệu Vân, có Anel, có Hổ Không. Team bạn này có Cersei, Teo Nát, Butterfly, Van Hell, Florentino nhá. Đấy bạn này ok. Chúng ta bóng còn thôi quên cửa đi. Cửa là ai vậy? Hả? Bóng lên khóa cửa này không biết là mấy giờ đi. Bóng bóng lên. 9 giờ. Đây anh em nhá. Ok, 9 giờ anh em ơi. Chị nào đây giờ mình sẽ đối đầu với Cersei team bạn nha. Đối đầu với Cersei team bạn đấy, đau chưa Cersei? Cersei đau phết đấy chứ đùa đâu. Cersei đau phết đấy. Trời ơi. Trời ơi, cái chiếc bồi nó là con chịu chóng anh em ạ. Đây, chịu hất tung anh em. Thằng này nó chạy nhanh thế. Thằng này khôn đấy anh em ạ. Thằng này khôn phết anh em nha. Thằng này nó khôn phết anh em. Vậy là cả hai đội đều chưa có mạng nào anh em nhá. Giời, Butter phải bỏ thêm bạn nhá. Butter phải bỏ thêm bạn mình tính làm gì. Butter phải bỏ thêm bạn mình tính làm gì. Wow, Butter phải bỏ anh chạy xuống kia rồi anh em ạ. Chạy này xuống đây thôi. Bút tơ của bò này khôn phết đấy chứ đùa đâu. Đây. Ừ,
Úi ôi, mày thế anh em. Rồi như vậy thôi là được anh em ạ. Chỉ cần như vậy thôi là được rồi. Ôi, Triệu Vân cho mình hoảng cơ. Triệu Vân cho mình chết anh em ạ. Ôi, đem chơi kiểu gì đấy? Đem chơi kiểu gì đấy anh em? Đem này chơi kiểu gì đấy anh em đây? Láo nháo với anh ở ngoài, láo nháo với anh ở ngoài, bắt bài ngay anh em ạ, bắt bài ngay cái thằng Booster phò bò nha. Trời ơi, bật máu đi mày, đùa với anh không đùa đâu. Đừng có đùa với anh. Booster phò bò. Ôi trời ơi. Quả đấy mình lại bị ulti nên chờ lâu quá anh em ạ. Dạ thế nhỉ. Quả đấy phải chạy anh em. Quả đấy đúng là phải chạy rồi. Gặp thằng Booster phò bò đấy nhảy như điên đấy. 1-4 rồi. Ôi mới có mình ăn mạng à. Anh em đang đánh gấm cái gì vậy anh em ơi? Anh em đang đánh cái gì đấy? Ôi ôi bạn heo. Về thôi. Ai nhờ. Văn vào heo với tao à? Văn vào heo với tao à mày? Văn ngay ulti vào mặt luôn anh em. Treo nát cái mạng này, treo nát cái mạng này. À, thằng Foligno. Ô, cứu tao, cứu tao. Ô, dồi ôi, gặp ngay thằng Foligno. Butterfly anh em. Butterfly tên nó xanh quá. Hỏng rồi, hỏng rồi. Booster phò bò đem bản để cho nó xanh quá anh em ạ. Ồ trời ơi, không ăn được thằng Booster phò bò nó lại cướp bùa xanh anh em ạ. Hỏng thế nhờ. Mình đấm cái này, không ăn rồi anh em ơi. Cứ bình tĩnh anh em ơi. Hay lắm, tem mình đang đẩy ở đường tốt đây anh em ạ. Cái mình đang đẩy đường tốt nha. Đây, đẩy trụ rồi, đẩy trụ nha. Đẩy trụ luôn gì nữa. Hay quá bạn heo ơi. Hay quá bạn heo. Đẩy trụ anh em ơi. Úi dồi ôi. Úi dồi ôi, chưa còn trước kịp ulti là Booster phò bò này. Rồi mình nhìn cái map còn thấy nó chạy đến rồi đang cố tình lấy cái trụ anh em. Mình gọi đấy chủ quan quá. Ham cái trụ nha. Ham cái trụ để chết anh em. Trời ơi, đang chơi được. Ôi, ngộ tính ra mình bị Booster phò bò ra rồi. Xanh quá nhờ. Ôi, TV ơi. Booster phò bò nó xanh quá đi. Hay quá. Hay quá anh em ạ, hay quá anh em ơi. Hay quá anh em ơi. Ô, không có anh đâu anh em ơi. Không được rồi anh em ơi, không được rồi. Cứu thế mà không cứu được. Mà là tí tị này chết anh em. Ô, TV chết cơ. Thì đã chết dưới thằng Văn heo chứ. Kéo nát cho em bạn gần hết máu chắc là chạy về rồi. Máy mình kìa. Bút mà sao nó lại. Nó không nhảy luôn anh em ạ. Cái này phải check map anh em. Này phải check rồi hả.
check được anh em ạ. Có này phải check được anh em ạ. Đây 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 đây. À, thằng này cho nó liệm đi. Đấy, cho nó liệm luôn. Cho nó liệm luôn anh em. Được của nó đây anh em ạ. Láo nháo à. Linh 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 linh. Đang chơi được anh em nhá. Không sao. Chơi tốt. Đấy này, đấy trụ đi ti đi. Áp lính đấy trụ rồi. Được chưa? Máy mình kiểu vút kìa. May bây giờ mọc. Đấy trụ anh em ơi. Ở đây hỗ trợ chợ Văn An Rồng này. Đây hỗ trợ chợ Văn An Rồng anh em nhá. Hỗ trợ chợ Văn An Rồng anh em ơi. Ok luôn. Lên đường mít anh em ơi, lên đường mít, lên đường mít. Lên mít, lên mít. Đây đây đây, thằng bút tôi phổ bò này. Thằng bút tôi phổ bò. Trời ơi, láo nháo với anh em ơi. Lừa đấy, đùa với anh. Lừa đấy. Đừng có mà đùa với anh nghe chưa. Hay lắm anh em ạ. Cướp con bò xanh anh em nhá. Cướp con bò có đẹp luôn. Giờ về cái này. Đây anh em nhá. Hay quá. Để của nó luôn. Trận đấu một tay tem mình đang chơi rất là hay luôn. Lật kèo đấy. Lật kèo anh em ạ. Lật kèo đây, lật kèo đây, lật kèo đây, lật kèo đây, lật kèo đây. Ui trời ơi. Ôi trời, thằng Fortino nó khỏe tê. Mình đi lại chỗ này để mình tốc bín cái anh em ạ. Đúng là định đi lại chỗ bùa xanh của tem bạn để tốc bín cái nhá. Mà tốc bín không kịp luôn. Mình biết cái thằng thằng Butterfly đang ở đi đường mid lại rồi. Mình lánh đường này. Thế mà dính quá với thằng Fortino anh em ạ. Ôi ngộ tính, ngộ tính. Ôi ngộ tính gặp ba thằng. Mất trụ bên này rồi, mất trụ rồi. Mất trụ rồi anh em ơi. À, tem bạn không về à. Tem bạn không về à. Tem bạn không về, 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 tem bạn không về à. Tem bạn không về à? Chừa đi mày. Chừa đi mày. Chừa đi mày. Chừa đi mày. Lao nhau với anh à? Khá quá quá đáng sập cấp luôn anh em ạ. Ôi dồi ôi dồi. Ôi kìa. Đây đây thằng teo nát, thằng teo nát, thằng teo nát, thằng teo nát, thằng teo nát à? Đâu nát kìa. Đấy anh em ơi, lật kèo đấy anh em ạ. Trận đấu lật kèo nhá. Ô kìa, ô máy mình kìa. Ô máy mình nó bị đơ anh em ạ. Trời ơi máy mọc. Máy bây giờ mọc này anh em này. Tự nhiên đơ luôn, đứng im luôn. Rồng anh em ơi.
rồng luôn thì anh em trận đấu đang lật kèo rất là hay luôn. Đây anh em bên tí, các bạn nhìn thấy Kahi không? Các bạn nhìn thấy Kahi chưa? Các bạn nhìn thấy Kahi chưa? Nhìn thấy Kahi chưa? Ôi ôi, cô pha lật kèo đắng sập cấp luôn anh em nhá. Trời ơi này, lao nhau với anh nhỉ, lao nhau của mày, lao nhau của mày. Ôi lật kèo anh em ơi, lật kèo đắng sập cấp đấy. Được của nó đấy anh em ạ. Quá hay luôn nha. Và này, video này không like, video nào mới like này anh em. Ok, vậy là trận đấu mình đã kết thúc anh em ạ. Quá hay rồi trận đấu này. Cực kỳ hay luôn. À, lên 1 sao anh nhá, vòng 1 4 sao, trận đấu sau đó là trận lên hạng của mình này. Vâng, siêu MVP lần phụ. Vâng, TV theo mình là MVP nhá. Like đồng đội mọi người mới like, wow, chơi quá hay. Mình phụ 9 này, hạ địch 10, không chế 9.4 đây của Văn Heo. Ok, hoa đang sập cấp luôn. 3, 4, 9, đẹp. Xin phép dừng video này đây nha, hẹn các bạn ở video tiếp theo, bye bye các bạn.